Chào cả nhà nha. Buổi sáng hôm nay thì hai anh em mình đi thu hoạch bông sô đỗ. Chiều nay mình sẽ làm nồi canh chua. Ở quê mình hay thích ăn canh chua. Đây mình đem cái rổ sẵn để cho anh Thái đựng vô nè. Đâu? Hai cái đó nhỏ quá ha, để mời anh Thái. Dạ. Đây. Này thu hoạch này. Không. Cái cây này mình cũng mới trồng đây mà sao ta bông nhiều quá chừng luôn nè. Cái bông sô đỗ này mình ăn ngon. Okay. Dạ. Nè ăn lại, anh để nguyên vậy luôn nè, không cần lại đít vô. Ừ. Ôi cái nè. Ôi đã ghê anh Thái. Quá trời bông luôn nè. Ủa không ghê dữ ta. Hôm nay lấy vốn rồi từng ăn. 20 hả? Cây này có 10k lấy vốn rồi. 10k gì hai lần này lấy vốn rồi. Dạ. Hôm nay hái cũng nhiều rồi. Lần này thấy 10.000 nè mọi người. Quá trời bông luôn á. Này cái bông sô đỗ mà cỡ này mình ăn nó rất là ngọt luôn nè. Lên mạng cho người ta nè. Có lợi cho sức khỏe lắm mấy anh Thái. Nhiều nhiều lắm. Hả? Chương trình. Chương trình. Không có cái phân gì đâu bạn. Đâu có anh Thái, tự nữa à. Sô đỗ nó đâu có cần phân thuốc gì. Tự động nó tốt vậy. Nhân làm hả? Đi làm anh Thái. Anh Thái anh cao á nên là mình mượn anh Thái okay, mấy cái trên cao á. Ngày mai là còn dữ lắm ha. Cái cây sô đỗ này mình nhìn thấy vậy thôi chứ cái bông nó nở nhanh lắm. Ngày mai là thấy trắng cây nữa rồi đó. Nè, này hai bông trượng bông. Ủa, nhiều lắm rồi, ngày mai có rồi nè. Dạ. Ủa cây này sao bông đen mép ai ta. Ôi nè. Quá trời luôn rồi. Đây em thấy mình thu hoạch nè. Ông tưởng đâu anh bị bê gì cũng chạy. Anh Thái mình thu hoạch quá chừng luôn. Như đây là đủ nồi canh nè anh Thái. Ừ. Quá ngon quá ngon. Anh để cái đèn ăn luôn nè. Ớt của mình nay có chín nhiều rồi nè. Bữa hôm qua mình cũng có thu hoạch được một ít để mình làm nước mắm á. Đây mình có cái cây ớt này quá trời trái luôn nè. Thì đầu mùa mưa vô, hôm nay mưa nhiều á. Cái chậu nó rất là ít đất nha. Nhưng mà nó tốt ghê luôn á. Đây cái chậu bé xíu xíu nè. Cái cây thì trái quá chừng luôn. Cái trái này nó còn lớn lắm. Tại vì này là ớt sừng trâu. Đây mình có cái dây đậu rồng nè. Nó tốt quá chừng tốt luôn á. Tới cái mùa gió chướng là bắt đầu sẽ ra bông rồi có trái. Cây bần ở cạnh nhà mình nay cũng có trái nè. Trái nhiều lắm nhưng mà có trái này nó dưới thấp á nên là mình dễ nhìn thấy nè. Ở trên có trái này là mình ăn được luôn rồi đó. Hồi lúc mình mới về ở thì cái cây bần này nó còn ở dưới sông á, nó rất là nhỏ luôn nha. Mình ở được 2 năm mà nay cây bần nó to nè. Nó cao khỏi cái nhà luôn á. Ở trên trái nhiều dữ lắm nhiều. Cái này mà mình leo lên được mình hái bông xuống tụng gỏi cũng ngon nữa. Ở phía sau nhà mình thì bữa mình có nhờ dượng ba, mẹ với anh Nhân múc bùn này lên nè. Để cho cái hồ cá của mình nó được thông thoáng á, cho cá nó nhanh lớn. Tại còn cũng một ít cá dưới. Thì qua tháng nước ngập mà có bùn lên về thì đỡ bị nước ngập nữa. Cái bữa múc bùn là bị trời mưa nên mình cũng không có quay video cho cả nhà cùng xem được. Bữa đó nguyên một buổi trưa luôn. Mình mẹ móc rất là nhiều nè. Nhà mình móc lên á. Bữa nay là mình trồng được cái bữa cây gấc. Cái gấc này cái giống mà lúc trước mình xin ở trên nhà chị Linh á, chỉ cho mấy trái gấc chín về để làm xôi. Cái mình thấy cái loại này ăn rất là ngon nên mình trồng lại nè. Vài tháng nữa là mình có gấc để nấu xôi để làm bánh rồi. Còn ở bên trong là cây lá lót đó, mình trồng nó phủ lên vậy thì cái lá nó sẽ màu xanh. Lá lót mà ở bên ngoài là nó lá nó vàng, nó không có được xanh. Bữa nay lá lót cũng tốt nữa. Mai mốt mình sẽ nướng thịt.
Đây là cái vườn của cô Năm phía sau nhà mình nè. À. Mà mỗi lần mà mưa nhiều á là rau á nhiều lắm, mình khỏi cần tốn tiền để mua rau luôn á. Mùng tơi nó lên đợt non nè. Nhiều lắm. Rồi nhãn lồng. Nhãn lồng nè. Rau bồ ngót nữa. Cái rau bồ ngót này nè mình nấu với thịt bằm cũng ngon. Nhìn mùng tơi nó lên mà cái ngọn ú nu luôn á. Buổi sáng mình với anh Thái hái bông sô đũa xong, giờ buổi chiều chị Hồng vô cái mấy chị em mình làm một nồi canh chua. Mình bữa nay mình nấu canh chua với cá tra bần. Thì con cá tra này nó ở ngoài sông lớn á, người ta chài nó thì cái mỡ nó là mỡ trắng. Còn mình mà nuôi trong hồ á thì nó mỡ vàng nha. Cá tra này nó không có bị tanh, ăn rất là ngon luôn á. Nó bự quá trời ha, nãy chị thấy em lấy con khúc mà anh khứa là được 4 khứa lận. Quá trời luôn á. Nó thuộc dạng như giống như cá tra bè vậy, người ta nuôi ngoài sông lớn á. Có cái loại thiên nhiên nữa. Thì tới mùa bần chín á, nó ăn trái bần á, con cá tra đó nó còn thơm dữ nữa chị Hồng. Em có cây bần kìa mà trái chín, trái nó cũng nhiều mà hái không được trên trời không à. Cao quá. Cao quá. Bữa nào đi qua mấy sông bên kia, hai chị em mình đi vào bển hái một bịch. Ngoài sông là dễ hái nhất. Ừ. Cái bần nó canh chua ăn cũng ngon chị Hồng. Ừ. Mà phải được canh chua cá linh á. Gần tới mùa rồi nè. Tới tháng 9 tháng 10 nước lên á là cá linh về. Nay mới có cá linh non. Ừ. Nhỏ nhỏ. Mà cá linh mà nhỏ quá à, ăn sợ xương quá. Giờ đầu mùa mắc lắm. Mình nấu canh chua bữa nay mình nấu với rau nhút. Mình có mua thêm mấy trái cà này để cho cái vị nước canh chua nó ngon. Thì có cà chua với khóm. Rồi mình cho bông sô đũa vô. Tí nữa mình nếu mà cái bỏi ít đó thì mình sẽ cho thêm giá. Mình thấy rau nó vừa bông sô đũa rồi vừa rau cũng chưa biết là nhiều hay ít nữa. Tại hồi mình nhúng vô nó còn héo lại nữa. Có mua giá dự trữ sẵn thì. Ít thêm giá. Dạ. Trời ơi, cô ca nó ra đây nằm. Cô Năm có cây tắc ngay chỗ này nè, trái quanh năm luôn, mình ăn hoài cũng hết nữa. Sao nó ra nhiều lớp lắm chị Hồng? Mình ăn hết lớp này là nó có lớp khác á. Trái giờ bắt đầu nó chuẩn bị chín nữa rồi nè. Này mình muốn ăn gỏi hay canh chua gì mình ra hái vài trái tắc vô là có món mới rồi đó. Cây tắc này là ăn đã luôn á. Đợi chị Hồng lạc xong cái mình đi rửa. Giờ chị em vô em bắt cái nào nước sôi trước nha. Ừ. Đằng hồi nữa mình cho cá vô, cái cá chín là bắt đầu mình nhúng rau vô là ăn cơm thôi. Món này cũng nhanh. Nhanh. Quan trọng là cái nước nêm. Tí nữa thì mình sẽ quay cái nước nêm cho cả nhà cùng xem. Tại vì cái hương vị của gia đình mình ăn cũng chua chua ngọt ngọt. Mỗi miền thì có cái hương vị canh chua khác nhau, nhưng mà riêng gia đình mình thì thích chua chua ngọt ngọt chứ cũng không thích ngọt quá. Có nhiều nơi đi đám ăn cái lẩu giống như ăn nước chè vậy chị. Ngọt ngay luôn á. Mình chỉ sử dụng miếng hạt nêm, nước mắm, đường với tắc chủ đạo là nhiêu đó. Hạt nêm ít thôi, còn chủ yếu là nước mắm á. Còn ngoài Bắc chua là không có đường. Chua không. Ở bên quê của anh Nhân cũng vậy, chua là chua lè luôn chứ không có miếng đường nào hết. Không có đường. Nước của mình nãy giờ nấu sôi vậy, giờ chị Hồng cho khóm vô. Cho khóm vô để cái nước của mình nó bỏ cá vô nó không bị tanh á. Khóm với ớt. Rồi chị Hồng chỉ cho nước tắc vô. Chị cho miếng đường. Anh Nhân nói nấu canh chua gì. Chút nữa con vô cô Năm xin mấy cọng ngò gai. Nãy chuẩn bị này cái con nói để ngồi bỏ cá vô cái thời gian đó mình đi. Giờ chỉ cho vô một xíu hạt nêm nè. Rồi giờ chị Hồng chỉ cho vô đây miếng nước mắm. Nước mắm này cũng ngon lắm nè. Thường ngày mình xài Hưng Thịnh mà mình thấy ăn cái loại này cũng ngon nên là mình mua cái này để kho nấu canh luôn.
nước mắm cá cơm. Rồi giờ chị Hồng cho cá vô nha. Cá này mình bằng chà chanh muối rất là kỹ luôn á. Rút hai cái sợi gân hai bên nữa là nó sẽ không bị tanh. Rồi giờ chị Hồng cho cá mình sôi lên cái vớt bọt. Mình vớt sạch bọt để cho cái nước canh chua nó trong. Chị Hồng canh nồi cá nha, em đi hái ngò. Giờ mình vô cô Năm để xin ít lá ngò gai nha. Ngò gai trong cô Năm nhiều lắm. Ồ quá trời bưởi luôn. Bưởi này còn chín rồi nè. Ồ cái bưởi trái khủng khiếp luôn á. Ôi quá trời bưởi luôn. Nãy mình đứng cái góc kia nhìn không rõ. Qua đây mới thấy nè, bưởi này toàn là bưởi bự không. Bữa cô Năm cắt mấy cặp bưởi gửi về bên Tiền Giang á. Ngon lắm cô Năm. Bưởi da xanh ruột hồng. Ồ, đây dừa của cô Năm mình nè. À. Nay là nó có nạo rồi đó. Để khô bán giống dừa. Dừa sim lục nè, nó ngọt làm sao đâu mà cái gáo nó cứng, mình vận chuyển đi xa nó không có bị nứt, mà mình lột cũng dễ nữa. Trái dừa non cái gáo nó cũng cứng nữa. Trái dừa mà cứng cứng nạo á nha, chứ không phải là quá non, là cái gáo nó cứng y như dừa khô vậy á. Lâu lâu cái anh Thái với cô Năm chặt cho uống nước ngọt dữ lắm, ngọt kho cá kho thịt đều cái cô Năm có chặt của cho. Dừa là đứng dưới đất hái được luôn á, đã ghê luôn. Đây ngò của cô Năm nè, nó mọc ở trong cái gốc bưởi về bóng mát về nè, mà nó tốt ghê luôn á. Bữa nay cô Năm có dọn vườn lá đâu nè, vườn Năm chặt sẵn hết mà nắng quá cô Năm cũng chưa có kéo nè, để cho nó nhẹ bớt. Rồi cổ kéo đi qua cái mấy cái mương cổ độn hết chắc được rồi. Năm ơi con nêm nè, canh chua đó, rau đồ này kia là mình vô cô Năm mình ăn thoải mái luôn. Cô Năm cứ dẫn mình đi qua đây coi cây dừa này trái dữ lắm nè. Xong rồi mới về nêm canh. Chắc kịp chứ. Cá không mềm đâu. Này đi hái hoa bắt bướm hồi. Ôi buồn ngót quá chừng luôn. Ở cây khế con Thái nay nó trổ bông nữa rồi. Wow, cây khế con Thái nè. Quá chừng bông luôn. Nguyên một cây luôn á. Bên đây nữa. Bông quá trứng bông. Nó tượng tượng hình trái non hết rồi nè. Khế mình ăn tốt lắm. Anh Thái anh còn làm giống như nước ép khế vậy. Cây dừa của cô Năm mình nè. Ở nhà cô Năm mấy trăm cây dừa vậy hả cô Năm? Dạ. Mấy trăm cây dừa là đứng ở dưới đất vậy không nè. Dừa sim lục. Dừa này cô Năm mình trồng mới có 2-3 năm thôi mà trái nó nhiều vậy. Ngày xưa trồng cây dừa phải 4-5 năm mới có trái. Mà cái giống này giống mới á, cô Năm cũng trồng thành công nè. Quá trời luôn. Mai mốt mà Dưỡng Năm mình cái dừa này Dưỡng gieo cho nó lên cây con á, ai có mua giống thì liên hệ, mình cung cấp giống dừa luôn. Đã ghê chưa. Chó nó đứng gần cái con gà mà con gà la vậy á. Cô ca này thiệt à. Cô ca, cây dừa này là Dưỡng Năm vẫn chặt hết mấy hoài vậy á. Nhiều lắm rồi. Nồi canh của mình quá trời ngon rồi. Giờ chị Hồng vớt cá ra, chị mới cho rau vô nha. Năm cây xúc xích hả? Con đợi xíu nha. Nghe cái mùi là thấy hấp dẫn rồi đó chị. Đây anh Kiệt mua xúc xích. Đây, bà Bảy cảm ơn anh Kiệt nhiều nha. Xúc xích với tương ớt là 30.000 á con. Rồi giờ chị Hồng cho cà chua vô nha. Nhiều người thì không thích canh chua, có cà chua, nhưng mà mình lại thích.
cắn vô cái miếng cà chua nó chua chua ngọt ngọt. Vậy chị Hồng cho bông sô đổ vô, cái mình nhúng rau nhút vô nữa. Chứ mình nấu lâu mấy cái loại đó thì nó bị dai. Chị Lệ chị nói ăn là với bún nó ngon. Đúng rồi. Cay cay chua chua á chị. Ăn chua với bún ngon mà. Còn bún kìa. Đủ chị Lệ ngồi ăn. Tắt bếp. Chị Hồng chỉ mới vừa bỏ ngò gai vô cho nó thơm, mấy cái mình bỏ này vô là tắt bếp nè. Chứ cái này nấu lâu là nó dai nha, không nổi luôn á. Chị Hồng chỉ có nghề nấu canh chua cá đầu cá hồi. Tới đám mà chị ra nhà chỉ ăn canh chua đầu cá hồi ngon gì đâu luôn á. Rồi bốc khói. Có thể mình nhà không có con nít á, mình cho thêm vài khoanh ớt á, mình xịt thêm miếng nước mắm nữa cho nó dậy cái mùi canh chua lên. Nè canh chua của mình đã hoàn thành rồi nè. Rồi giờ mình nấu canh xong hết rồi gia đình của mình ăn. Mình đủ chị Lệ ăn cho vui. Còn cô Năm thì cô nãy cô ăn miếng bún rồi nên cô vô rồi. Cô làm cơm cho anh Thái sáng đi làm. Mình ra nhà mời cả nhà cô ăn cơm với gia đình mình. Cơm canh chua với cá kho. Cá lóc mình kho hồi trưa. Mời cả nhà cùng dùng cơm với mình nha. Chị Lệ. Chị Lệ ăn tự nhiên nha. Ăn bún với canh chua ngon lắm á. Ăn với canh chua. Thảo My ăn gì con kêu mẹ gấp nha. Con ăn canh không. Canh không. Có cá đó chắc ăn được á Thảo My. Lại nó ăn cay hơn mình nên nó dụng mắm điên nè, ớt không à. Để con thấy ai xác bỏ vô rồi chứ ăn xác á. Chị Hồng. Ai thắt nếm để lên hai dĩa. Hai dĩa hả? Dĩa hả? Chị Lệ chưa đủ độ cay đâu. Lại ăn cay hả? Để ăn cay lắm. Bình định mà. Lạ miệng chắc ăn được rồi hả Thảo My? Mẹ này đó, mẹ ngồi xuống ra. Ăn bún không? Không chịu ăn cá rồi. Cá này ngon lắm rồi Thảo My ơi. Nhìn cô Hồng. Béo. Rồi giờ mình cũng tắt máy để đi ăn cơm luôn cho nóng.